Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đàn Trang đây. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm ra một trò chơi có tên là trò chơi người chàng khiêng người cầm khiên chàng táo trong Smash nha. Thì nếu các bạn thấy thích video thì các bạn nhớ để lại like, subscribe nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn nhớ comment ở bên dưới video để mà mình đáp ứng yêu cầu của các bạn. Giờ bắt đầu nào. Giờ đầu tiên chúng ta sẽ vì thêm một cái đối tượng, và chúng ta sẽ vẽ một cái người mà cái đầu hình tròn thôi. Ở giữa nó sẽ thì nó sẽ ở giữa cái màn hình, thì trò này thì nó sẽ luật lệ của trò này là có cái nhân vật chính là mình ở giữa màn hình nè. Mình cầm cái khiên, mình có thể quay 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 lại. Giờ mình không thể di chuyển được nhưng mà mình có thể xoay quay xoay lại. Giờ điều tiếp theo là có mấy cái kiếm ấy, nó kiếm táo hay gì đó, cái tùy các bạn. Nó từ hướng nào đó ở góc góc màn hình, nó bay lại mình. Thì nếu mà nó trúng mình phải lấy khiên mình chặn nó lại. Và nếu mà có sao ấy thì mình ăn vô để mà mình đỡ cho nó chạm vô mình, đỡ cho nó có điểm. Còn nếu chạm vô khiên thì nó sẽ không có điểm. Như vậy. Thì đây, bắt đầu nha. Mình vẽ tròn cái công cụ hình tròn à. Là mình đặt cái màu của mình tắt cái màu rồi, đặt màu của nó sao ơi. Cỡ như vậy. Đấy. Đây. Giống như giờ là màu màu da ấy. Coi cỡ dây là mình in lên, mình đợi ở giữa màn hình nha. Coi đây, mình đợi ở giữa màn hình nè. Đấy, cỡ dây rồi. Tiếp theo mình làm cho cái thư viện nó to lên chút nha, cỡ 6. Rồi xong rồi mình làm cho nó phóng nhỏ lại. Thì mình sẽ vô thực hiện mình thêm cái khối lệnh khi nhấn vào lá cờ màu xanh. Và thêm khối lệnh đặt kích thước nó thành 64 cho nó nhỏ lại. Rồi cho nó to á. Đây. Đây, đặt 80 đi. Đấy được rồi. Giờ tiếp theo là nó sẽ ở giữa màn hình để mà lấy khi chẳng là mấy cái kiếm nó là nó sẽ mình sẽ chúng ta sẽ đặt cái khối lượng là đi tới điểm ít là không, y là không luôn đấy. Và hai cái tay của nó đầu ta chúng ta sẽ làm hai cái tay của nó à. Thì hai hai cái tay của nó sẽ dính vô đây. Mình sẽ chúng ta cũng sẽ tạo thêm, coi chúng ta phóng to, nhấn các bạn muốn cho nó tròn thật là tròn ấy, chứ đừng có cho nó vẹo kiểu vậy. Thì các bạn nhấn nút shift để cho nó nhấn giữ nút shift và kéo cho nó tròn đấy, kéo xong rồi các bạn đỡ, các bạn nhấn vô đưa lại phía sau để cho nó có cái tay thiệt à, có tay nhưng mà nó đỡ dưới ấy, giờ cái đầu nó chia lại rồi. Giờ chúng ta sẽ copy nó, nhấn control cursor. Rồi bạn nhấn Ctrl V để cho nó có lại nha. Mình đỡ vô lại. Mình cũng nhấn vô đưa lại phía sau. Đấy. Mình đỡ dưới đây. Đây kiểu dây à. Đấy. Giờ tiếp theo. Tiếp theo. Các bạn muốn thì các bạn có thể trang trí cái người chơi nhân vật chính của mình theo kiểu hiệp sĩ, ngọn tên, điệp viên hay gì cũng được. Rồi tiếp theo các bạn tạo thêm một cái đối tượng nữa, nó chính là cái khiên để mà nó chặn lại. Cho nếu mà các bạn vì cái khiên vô trong cái người đây, vô trong một đối cùng một đối tượng với cái nhân vật chính con người mình đây, thì lúc nó chạm vô khiên thì mình cũng sẽ chết. Mình đỡ hai mình nên là mình đỡ riêng hai cái đối tượng con người và khiêng la,
đỡ mày sao cho đỡ mày lúc mày nó chạm vô đối tượng kia ấy thì nó sẽ chặn lại, còn nó chạm vô đối tượng người thì nó sẽ giảm mạng, nó sẽ chết như vậy. Ở đây mày sẽ chúng ta sẽ vỉ cái khiên à, chúng ta copy hai cái tay này lên, chúng ta copy rồi chúng ta bay ra cho mình thấy nó ở hướng đó đúng không, rồi chúng ta vỉ cái khiên cho nó đúng theo tọa độ nó. Rồi giờ đi theo chúng ta tạo khiên à, chúng ta đừng nhấn shift, chúng ta đỡ cho nó tròn vậy, đỡ đỡ cho góc nhìn y hệt như góc nhìn nó coi đây kiểu vậy. Đỡ đây nha. Rồi giờ chúng ta sẽ xóa hai cái tay đây. Cái hai cái tay chỉ đỡ chỉnh đỡ xem qua thử nó ở tọa độ. Rồi giờ tiếp theo chúng ta sẽ sơn cho nó một cái màu, đó chính một cái màu đó chính là màu à, màu đen kiểu dây. Hay là các bạn muốn các bạn thêm màu gỗ à, màu lồ, các bạn cũng có thể trang trí đó nha. Rồi đấy kiểu dây à. Đây là các bạn thêm một các bạn copy đây, các bạn đăng nó lên nhưng mà nó nhỏ lại, đợi cho nó nhỏ lại đi, xong rồi đặt cái đường view đó là ba, ở chết ba rồi đợi giữa, đặt cái màu là màu màu vàng giống như cái kia của các tờ America ấy, America đấy, cho nó cuộn lên chút, các bạn kéo nó cuộn lên chút nha. Rồi làm việc kia đúng không, rồi đi ra các bạn cũng làm giống như cái khóa này, là các bạn sẽ bật vô sự kiện, nhấn vào khi nhấn vào lá cờ màu xanh là cho nó ở giữa màn hình luôn, nhưng mà các bạn đừng lo nó chỉ dính vô tay nó, bởi vì lúc nãy mình cho hai tay nó vô đỡ mấy chỉnh tọa độ nó ở giữa hay sao đấy. Đấy còn nếu các bạn thấy nó sao, các bạn thấy nó sao với các bạn đặt âm 14 ơi hơi nhiều ấy, hơi nhiều ấy, đặt tọa độ nó là 50, âm âm 5 đấy, các bạn thấy nó được rồi đúng không. Rồi nhưng mà còn nếu mấy bạn này mà thấy là các bạn lưu ý là các bạn nhớ là bật vô nhóm hiện thị, nhóm khóa lệnh hiện thị và thêm khóa lệnh đi tới phía lớp trên cùng, rồi đi tới một lớp đấy, để cho nó đỡ cho tay nó cầm kiêng như thiệt à, cho có một số bạn thì vẫn giống mình nhưng mà đỡ đỡ lên dây à, nó bị thụt dây giống như là mình đang cầm mình đỡ dưới chân ấy chứ không phải đỡ lên chay kiểu vậy. Đấy giờ tiếp theo, chúng ta sẽ lập trình cho nó xoay quay xoay lại thì chúng ta sẽ lập trình cái đối tượng người à, đặt tên đối tượng là người, nhân vật đi, nhân vật chính, còn đây là khiên. Rồi chúng ta sẽ lập trình cho nhân vật chính ấy cho nó xoay quay xoay lại và cái khiên cũng vậy, rồi cho nó giống như nó công khiên nó xoay xoay lại rồi mấy phòng phòng vừa đỡ khỏi mấy cái kiếm nó chống người ấy. Hôm nay cho nó bật vô nhóm là điều khiển và lấy khối lệnh liên tục vào và cho khối lệnh liên tục lặp lại mãi đó, thì lúc nay thì cho nó lặp lại mãi là hướng hướng vào vị trí của cờ chuột, thì nhấn vào các bạn thấy nó sẽ quay 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 lại, nó sẽ hướng vào phía của cờ chuột đúng không, nhờ cái kia đó không có sai ấy. Hôm nay cũng sẽ bạn này chúng ta nhấn nút liên tục mà đi tới phía của trò chuột luôn, hướng vào vị trí của trò chuột giống như cái nhân vật này để cho nó quay, nó cũng hướng vô con trò chuột giống giống như vậy đấy. Mình sẽ đổi cho nó thấp lại chút, thế bạn thấy chưa. Rồi mình kéo cho nó thấp cho nó sang này chút,
Là cây được rồi đấy. 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 Ôi kéo vô à. Mình kéo vô rồi. Đây. Ok. Giờ hôm nay để lép cho khiêng qua người xe đúng không? Giờ nếu mà các bạn thấy mà cái khiêng lúc nó ở bên trái nó lèn ngoài, còn bên đây ấy thì nó ở vô bên trong lại, nó ở gần gần hơn, thì các bạn sẽ làm theo cách thứ hai để bạn gắn cái khiêng này vô trong cùng một lúc luôn. Nhưng khi mà cái đối thủ nó vô ấy thì nó chỉ mình chỉ đợi cái cảm biến là nếu nó chạm vào màu đỏ kiểu vậy, nếu nó chạm vào màu đỏ rồi. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm một cái đối tượng nữa tên là kiếm, thì lúc đó nó sẽ có kiếm nó bay qua bay lại, nó bay vô chúng mình thôi mình thua, còn chúng khiêng hô là khi nó trắng lại hầu là nó không có trừ mạng mà nó tăng tăng điểm lên, tăng một điểm lên. Nên ta chỉ vì cái kiếm à. Đây. Các bạn vẫn lấy cái hình tròn các bạn phóng kiểu vậy. Rồi nha. Tôi đây đặt cái phần tô viên là chắc chắn là màu màu trắng rồi. Nhưng mà các bạn vẫn nhớ phải làm cho nó một chút đậm đậm nha. Đấy các bạn kéo lên là các bạn đặt tư viền của nó là 3 hay là 4 đấy kiểu vậy, 40 là các bạn cứ đợi vậy nha, bạn kéo lên trên cái tư viền lên này. Và các bạn sẽ cầm cái kia, các bạn copy nó đi, copy nó à. Các bạn copy đỡ về bỡ về bên kiếm này, bởi vì sao nên thì đỡ về mình chỉnh tọa độ ấy, thì đỡ đỡ lúc đó chúng cái khiên ấy lúc xoay xoay lại cái kiếm nó dính vô khiên nó xoay xoay lại giống luôn, nên mình đỡ tọa độ kiểu vậy. Coi đấy phần le phần chúng khiên đúng không, đấy. Rồi ấy xong lòng mình xóa cái này đây đấy kiểu vậy à. Rồi về phần sau này thì mình sẽ đỡ lên cái cầm vẫn lấy cái hình tròn mình làm, hệ là mình copy nó lên paste nó và cho nó nhỏ lại nha, đợi lên cái cầm kiếm đấy. Đấy kiểu vậy. Và chúng ta sẽ đặt cho nó là màu gỗ. Giờ như kiếm kiểu kiểu mà trong phòng bếp ấy. Thôi đùa ấy. Đó, đây. Vẫn là cái màu này. Chết. Để mình tua lại. Đây giờ tiếp theo mình lấy cái này mình bị cong nó lại, bị cong nó cho nó giống chứ không phải là kiểu mà nó ép kiểu vậy. Coi cái này cũng vậy à, đỡ cho nó ép lại nhỏ lại. Coi đấy chúng ta cũng lắp cho cái kiếm này luôn, nó chúng ta đỡ thêm tạo thêm một cái phần này à, chúng ta đỡ cho nó thẳng ơi, phần này cũng vậy thẳng ra đấy. Ok cái này chúng ta đỡ cho nó thẳng thẳng nhưng mà theo kiểu mà góc nha, theo thẳng theo góc
Đấy, tạo thêm một cái chỗ này nữa, tạo thêm một cái bên này tiếp. Rồi. Đấy, chúng ta đặt kiểu dây nha. Rồi. Rồi. Giờ chúng ta xong vị xong rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ lập trình cho nó bắn lên, tạo lại bản sao và bắn lại nhiều cái kiếm từ những nơi ngẫu nhiên, từ cái và bay bay từ từ cái góc màn hình đến đến ở giữa màn hình. Ở đây khi bấm vào lá cờ màu xanh thì chúng ta sẽ cho nó lập lại mãi là tạo bản sao của bản thân thôi. Rồi đợi 1 giây thì cái này thì dành cho cái này thì cơ bản rồi, ai cũng biết hết. Thì nếu thì có nhiều đối tượng, nếu mà chúng ta làm nhiều đối tượng thì nó mất lâu thời gian lắm, nó là làm tạo cái bản sao này để cho nó đỡ bất tiện hơn. Rồi và chúng ta sẽ lập trình cái bản sao của nó là đây. Khi tôi bắt đầu làm một bản sao, chúng ta sẽ cho nó đi tới điểm, đi tới một phía góc nào đó. Đâu ta? Đây. Đi tới một phía ngẫu nhiên từ 4 góc. Hôm ta sẽ đặt níu. Níu đây. Níu mà đây, lấy ngẫu nhiên từ. Đấy. Thì các bạn có thể dùng cái lấy ngẫu nhiên từ 1 cho đến 2, nếu bằng 1 thì cho nó bay, còn nếu bằng 2 thì cho nó chạy kia. Nhân bỏ đi. Chúng ta tạo biến số ghi là số ngẫu nhiên. Chúng ta đỡ ở trong thì tôi bắt đầu một bên sao. Chúng ta cho đặt là số ngẫu nhiên. Đấy, đặt số ngẫu nhiên thành mấy thì nếu đặt số ngẫu nhiên thì chúng ta chỉ đặt số ngẫu nhiên mẫu nguyên từ 1 cho đến 4, thì 1 cho đến 4 là 4 góc ấy. Chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên một trong 4 góc này. Thì đây đặt xong, lúc nó đặt xong mấy thì chúng ta sẽ đợi níu. Chúng ta đợi níu, còn không thì níu, còn không thì níu, còn không thì đợi trong đó. Rồi, có 4 cái khu chấm này được rồi. Thì đây, chúng ta sẽ đặt là nếu mà chia số ngẫu nhiên ấy nó bằng 1 thì nó sẽ hướng nó sẽ đi tới điểm là -999, -240. Và tọa độ y là mấy ấy? Hay là các bạn đặt -999 thôi cho nó chắc ăn. Và đặt tọa độ y là ngẫu nhiên. Giờ nó sẽ bay vào hướng trái này. Nói chúng ta lấy ngẫu nhiên từ 180 cho đến -180. Còn nếu số ngẫu nhiên nó còn không ấy, thì nếu số ngẫu nhiên nó bằng 2 thì hôm nay chỉ cho nó đi tới điểm x là delta. Nó sẽ ở bên phải à, nên là chúng ta chỉ đặt đi tới điểm x là 99, lấy ngẫu nhiên từ 180 đến -180 luôn. Và còn nếu không thì nữa thì mấy cái này sẽ đặt qua tọa độ y. Tọa độ x thì nó sẽ ngẫu nhiên nha, còn tọa độ y thì nó sẽ ở 999, và cái này nó chỉ là bằng -999 kiểu vậy. Rồi. Đi tới ngẫu nhiên nha, đặt qua đây, đặt tọa độ y là 999. Cái này là chỉ đi ngẫu nhiên từ 240. No. Cái này tọa độ đây đúng không? Cho đến -240. Rồi tiếp theo. Còn nếu qua không nữa ấy, chúng ta copy nó. Chúng ta đặt đây là -999. Và đợi nha. Cho mình thấy không? Nó đại hiện là ở nhiều hướng khác nhau. Đấy. Thấy chưa?
chúng ta kéo cái này đợi nha, đợi chúng ta kéo cái này sang sang là đây đấy cho nó đúng hướng rồi. Và lúc nó chạy hâu là nó hiện lên lâu, nhưng mà nó không có bay vào phía mình, nên là chúng ta sẽ cho nó lặp lại mãi, cho nó lặp lặp lại cho lặp lại cho đến khi mà nó chạm vào khiên đấy, thì xong rồi là cho nó di chuyển 10 bước, nhưng mà nó không có hướng. Chúng ta đặt cái số ngẫu nhiên đây là hướng vào phía chúng ta, sau khi nó làm xong ấy chúng ta đặt hướng vào phía quăng hướng vào phía nhà mặt chính, xong rồi nó bắn, nó sẽ lặp lại cho đến khi chạm khiên. Thì đã di chuyển 10 phút. Đây di chuyển 10 phút à. Không, di chuyển 10 bước. Và chúng ta sẽ tìm một cái níu trong này là nếu mà nó chạm vào người nhân vật chính, đó chính là người chơi mình nè, thì nó sẽ biến mất. Nó sẽ xóa bản sao này. Nhưng mà chú có xóa bản sao luôn. Nó sẽ cho nó game over, thông báo game over. Hay là chúng ta lên mạng của nó. Đấy. Và chúng ta đầu tiên chúng ta đợi xóa bản sao này đây. Đợi lát rồi chúng ta lên mạng. Rồi, còn đây lặp lại cho đến khi nó chạm vào khiên ấy. Chúng ta sẽ có cách là chúng ta sẽ thêm một cái đối tượng, thêm một cái hình dáng của cái đối tượng này nữa, nhưng mà nó sẽ lộn ngược lại, cho phải lộn ngược phía trái với nhau nha, nó lộn ngược hình dạng ấy, cho phải các bạn được có nhắn là sang ngược. Ok, giờ lúc mà nó mới là một bản sao ấy, chúng ta đặt cho nó chuyển sang thiết kế đầu tiên. Còn nếu nó chạm vào khiên rồi ấy thì nó chuyển sang thiết kế thứ hai. Và chúng ta sẽ cho nó lặp lại 20 lần, 30 lần là cho nó hướng về phía con trà chuột. Và lúc đó chúng ta cùng thêm khối lệnh đi tới điểm x là không, y là không, đợi ở chỗ này chơi, đừng có đợi ở lặp lại 30 đấy. Lúc đó chúng ta cũng sẽ cho nó thay đổi hiệu ứng, đợi về lúc này đã biến mất ấy, cho nó thay đổi hiệu ứng đồ sáng, đồ bóng ma là máy tùy các bạn đâu ta, kiểu 40 đây, 40 xong rồi cho nó lặp lại sao sao mà cho nó hết cái lặp lại là nó biến mất luôn. Chúng ta sẽ đặt là thay đổi hiệu ứng bóng ma một lượng là lấy 100 chia cho 4, chia cho số lặp lại là 40 đấy, kiểu 2,5. Giờ chạy thử nha. Quay. Đợi nha. Ừ, các bạn thấy là đúng không? Rồi mình chấp. Rồi. Thì mình lỡ đỡ đi tới con trò chuột, chúng ta đặt là hướng qua vị trí con trò chuột, thay đổi hiệu ứng bóng ma một lượt lên 100 chia cho 40 nha. Đấy, các bạn thấy không? Đây nó chạy gì vậy á mà. Ok. Rồi chúng ta đỡ vậy nha. Rồi, tiếp theo nó trúng nhân vật thì nó chưa bị nha. Rồi chúng ta đợi nhân vật ấy là tạo một cái mạng cho nhân vật, người ta gửi lên mạng đấy, cho cái kiếm làm gì có mạng nữa, là chúng ta đặt bàn luôn. Và chúng ta khi bóng này lại có màu xanh, chúng ta cho nó đặt mạng từ đầu là 3 đấy. Và cái kiếm ấy, cái kiếm nếu mà nó chạm trúng nhân vật chính ấy, nó thay đổi mạng là -1 đấy. Ôi giời, còn hai mẹ đấy, nhưng mà nó vẫn chưa được đúng không, nó giảm mạng tới -1 rồi mà nó vẫn chưa chết,
Rồi ông ra thêm một cái là khối lợi là khi bóng về lá cờ màu xanh cho nên lặp lại mãi nữa, là nếu nếu mà mạng nó nhỏ hơn một, có nghĩa là nó bằng không hoặc là nó nhỏ hơn một đấy, vậy thì nó sẽ game over, đây dừng lại tất cả kiểu vậy. Chúng ta chạy thử nha, một cái, hai cái, ba cái, thế là nó biến mất liền. Ôi dồi, đấy chịu như vậy. Rồi. Rồi, giờ tiếp theo. Tiếp theo, khi mà nó trúng người ấy thì chúng đây cũng là một cái hiệu ứng nữa. Hiệu ứng kiểu mẹ nó màu xanh, màu trắng lên ấy. Nó chúng ta thêm một cái đối tượng hiệu ứng à. Đây là hiệu ứng mang hình, hiệu ứng mang hình trắng đấy, và chúng ta sẽ chuyển sang hình bitmap. Chúng ta bật cái tô màu, tô một màu trắng hay là trắng luôn, và chúng ta cho nó bật vô số là sự kiện, nhấn vào lá cờ màu xanh. Khi nhấn vào lá cờ màu xanh và sẽ cho nó ẩn đấy, và khi mà nó trúng nhân vật ấy thì nó sẽ lên một cái hiệu ứng đó. Đó ta, nó sẽ thông báo cho cái đối tượng hiệu ứng màn hình trắng đó. Chúng ta đặt là phát tin nhắn là gì ta, hiệu hiệu ứng trúng trúng giao đấy, hiệu ứng trúng giao. Cái hiệu ứng, cái đối tượng hiệu ứng này nó sẽ nhận được cái thông báo đó, và lúc nhận được nó sẽ hiện lên và cho nó thay đổi hiệu ứng, đặt đặt hiệu ứng bóng ma là không nha. Rồi, thay đổi hiệu ứng bóng ma bằng, đặt hiệu ứng bóng ma ơi bằng không, và thay và chúng ta sẽ cho nó lặp lại 20 lần rồi cho nó thay đổi bóng ma một lượng, là thay đổi hiệu ứng bóng ma một lượng là vẫn lấy 100 chia cho cái số lần của nó. Nếu bạn muốn cho nó chia nhanh hay gì đấy, năm chờ chạy thử nha. Rồi xong rồi chúng ta sẽ cho nó ẩn đây. Rồi đấy kiểu vậy ấy. Rồi nếu nếu mà muốn được thêm nữa ấy, chúng ta sẽ cho nó rồi lắc lung kiểu vậy, nhưng mà đỡ kiểu dây vừa rồi đấy. Đây là bóng ma, nhưng mà các bạn nhớ đợi cho nó là kiểu sao ta, đây đi đi tới phía lớp trong cùng trong lặp lại luôn nha, các bạn đỡ trong lặp lại luôn. Và rồi tới chụp cái kiếm, chúng ta cho nó khi bắt đầu là một bản sao, chúng ta cho nó hiện lên của cái đối tượng gấp ấy để nó sẽ ẩn đây. Rồi lên đặt cho cái khối lệnh đây nó ẩn lại, và chúng ta là xong, chúng ta chỉ cho tắt mạng thôi, tắt máy này. Rồi đấy, và chúng đây là xong rồi đấy. Thì nếu bạn giờ nếu các bạn muốn thì các bạn có thể thêm điểm thêm đồ nha, và mình sẽ lên phần 2 cho các bạn nha. Và giờ xin chào các bạn và bye bye bye.